Rồi mấy em có câu hỏi gì về cái phần mà đường tiến vọng kính rồi sơ đồ ma sinh biến đổi sơ đồ khối này nọ không? Có thắc mắc gì không? À, thầy quên bật loa, xin lỗi thầy quên bật loa, nãy giờ thầy không nghe mấy em nói gì hết. Rồi bây giờ là nói được rồi đó. Sao mấy em có coi mấy cái clip mà đường tiến vọng kính sơ đồ ma sinh biến đổi dòng sơ đồ dòng tín hiệu nữa chưa? Dạ rồi thầy. À, giờ rồi ha. Rồi thì mấy em có gặp có gì thắc mắc không? Chẳng hạn như có một bạn á, thì bạn đó thắc mắc như thế này nè. Đợi thầy một xíu. Đây thì mấy em có kẹt cái gì thì mấy em cứ bấm ở dưới cái comment đó, mấy em hỏi ha. À, có một bạn hỏi nè, thưa thầy có thể đổi thời gian đến buổi tối được không ạ? À, em thấy 7 giờ sáng thực ra là phải dậy xong từ tối hôm trước, không biết có gấp quá không. À, thầy lỡ giao vậy rồi bây giờ đổi đâu được nữa, khó quá hả. Thôi được rồi, nói chung là trước 7 giờ sáng thì chấm điểm bình thường, còn sau 7 giờ sáng thì sau 7 giờ sáng thì trừ đi còn một nửa số điểm thôi ha. Sau 7 giờ sáng coi như trừ một nửa số điểm. Rồi. À, có một bạn hỏi hãy tính chẳng hạn như cái sơ đồ khối họ cho như thế này. Họ kêu là tìm hàm truyền C trên E khi n bằng 0, có nghĩa là n này em cho bằng 0, coi như không có cái sum này. Tín hiệu ở chỗ này nó đi qua thẳng qua bên đây luôn. Thì mình tìm hàm truyền dễ dàng rồi ha. Rồi câu B, tìm C chia R khi n bằng 0. R mà em cho bằng 0 coi như không có cái tín hiệu nào đi vô đây hết. Khối tổng này nó chỉ có tín hiệu ở phía hồi tiếp đưa về thôi. Thì lúc này mấy em tính hàm truyền thì cũng bình thường ha. Biến đổi về sơ đồ dòng tín hiệu mới tính được. Còn câu C thì C chia N khi R bằng 0 thì cũng vậy thôi ha. C chia E khi N bằng 0. C ở đây, E ở đây, N bằng 0. N bằng 0 rồi. Rồi câu D thì hãy tính C khi có hai tín hiệu. Khi có hai tín hiệu gì đó, bạn mình chụp không có hết. Thì tính C thì lúc này mình dùng cái phương pháp xếp chồng, có nghĩa là mình giả sử như không có R. Rồi không có n thì lần lượt cái c nó sẽ được tính như thế nào so với n với r rồi lấy hai đó cộng lại. Thì thầy có trả lời cho bạn mình ở dưới đây nè ha. Các bạn có thể coi cái phần comment để hiểu. Ha. Rồi mấy em có câu hỏi nào khác không? Tại vì nói chung là bài giải mình qua buổi học mình đã giải, còn buổi học chủ yếu để trả lời mấy câu hỏi hoặc hướng dẫn mấy bạn thôi. Để hỏi coi, bạn Nguyễn Văn Ngọc có câu hỏi nào không? Nguyễn Văn Ngọc nè. Dạ không thầy. Trời ơi, hiểu hết luôn. Coi xong hiểu hết luôn, giỏi vậy. Thầy cho em hỏi, em mới đăng ký lớp mình gần đây thầy. Thầy cho em Ừ. xin group nhóm được không ạ? Group nhóm hả? Thì đây, group nhóm mình đây. Dạ rồi Để ạ. Thầy ơi. thầy bật cái group nhóm cho. Ở bên phần chat đó nha. Dạ. Đó, phần chat. Rồi mấy em có câu hỏi nào không? Ví dụ như bây giờ. Em Ừ, Nguyễn Trần Nhật Minh, Tạ Trần Nhật Minh hỏi đi. dạ thầy lát thầy giải là dùng cái câu 13 thầy, câu câu 13 câu 2.13 em giải câu C nó hàm truyền nó ra bằng một, thấy kỳ quá. Câu 2.13.
Như vậy nè, em để ở phần chat đi, em để ở phần chat cái yêu cầu của em đi. Nếu cái nào mà nó giải mất thời gian quá, hoặc là thầy giải nó mình nó nhiều thời gian sẽ không giải đáp được cho mấy cái bạn khác á, thì thầy chỉ có nói cái hướng giải thôi, rồi sau đó thầy sẽ biến cái bài đó thành một cái bài cộng điểm cho mấy bạn mình cùng làm. Dạ. Ừ, để phần chat đi. Bài mấy, bài mấy? Phải cái bài khi hôm trước em hỏi thầy không ta? Dạ đúng rồi thầy. Em giải được tới câu C rồi mà hôm qua em giải tới câu C thì nó hơi kỳ. Như vậy nè, em để ở phần chat đi, em dạy để phần chat là câu gì số mấy, trang mấy của cái sách bài tập, đường link sách bài tập là em có rồi đúng không? Dạ, để em mở lên. Ừ. Đường link sách bài tập em gửi qua bên phần chat luôn đi, để mấy bạn mình cũng có đường link, có một số bạn vô sao chắc không có biết đường link đó. Dạ dạ để em kiếm lại. Ừ. Gửi yêu cầu bên phần chat á. Rồi có Em hỏi thầy. ừ hỏi đi. Dạ thầy hướng dẫn lại giải câu A, câu B với câu C với thầy. Câu A, câu B, câu C, câu D của cái bài nào? Dạ 2.13 luôn đó thầy. Ủa sao dính 2.13 nhiều vậy ta? Rồi Dạ. được rồi, đợi thầy xíu nha. Dạ. Rồi. Hai chấm mười ba. Sao tự nhiên đơn máy rồi? Hai chấm mười ba. N bằng không. Thầy mình dùng ráp tín hiệu đúng không thầy? Đúng rồi, dùng ráp tín hiệu em. Dạ, em dùng ráp tín hiệu. Cái này chỉ có dùng ráp tín hiệu thôi. Có bạn nào giải được 2.13 loại rồi luôn chưa? Giải rồi, thầy em ý mà em không biết đúng sai, em sâu thầy coi thử thầy. Ừ, bật cái màn hình của em lên đi, bật cái màn hình của em lên cho các bạn cùng coi với thầy luôn. Dạ để em chụp lại đó. Ừ. Nếu mà giải được mà tình hình là bạn mình có nhu cầu nhiều bài đó để cộng điểm cho. Còn ai mà chỉ ra được điểm sai của em thì điểm của em chuyển qua cho người đó. Rồi có share màn hình của em chưa? Để em chụp chụp bài lại đã thầy. À rồi 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 ok. Chỉ trong lúc bạn Nhật Minh đang đợi thì có ai có câu hỏi nào khác không? Hay là trả cho Nhật Minh á, chụp hình xong cái em bỏ lên trên cái comment luôn đi, cái comment mà em hỏi thầy bài đó đó. Dạ Để cho dạ các để. bạn cùng thấy bài giải của em luôn, rồi sau đó mình tranh luận cái bài đó sau. Dạ 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 Ờ dạ. gần vậy đi. Dạ. Rồi, vậy ha. Dạ. Đầu càng các bạn khác thì mấy bạn em nắm được hết chưa? Trong cái phần mà biến đổi sơ đồ khối, nói chung là biến đổi sơ đồ khối các em á, cái đề bài thi của người ta nó sẽ cho mấy em một cái sơ đồ khối, sau đó mấy em chuyển về sơ đồ dòng tín hiệu. Rồi mấy em sẽ tính đường tiến, tính vòng kính. Rồi mấy em tính mấy cái delta, delta của đường tiến, delta lớn. Rồi sau đó suy ra hàm truyền, cái đó là cái đề chung á. Đề thi giữa kỳ của mình hai bài cũng sẽ là chắc chắn là sẽ có một câu đó. Có thể là nó sẽ cho người em luôn sơ đồ dòng tín hiệu. Có thể là nó cho sơ đồ khối rồi em biến đổi về sơ đồ dòng tín hiệu. Ha. Thì có một cái điểm mà em lưu ý á. Nếu mà có một nút có một điểm rẽ nhánh phía trước cái bộ tổng ha, điểm rẽ nhánh nè, bộ tổng nè, thì đây
không phải là một nút. Yeah. Lưu ý. Còn nếu mà bộ tổng đây, điểm rẽ nhánh phía sau của bộ tổng thì đây là một nút. Yeah. Thầy lưu ơi, ý cái chỗ thầy đó xin màn hình dễ lên sai. thầy. Có nghĩa là chú ý là trong cái biến đổi sơ đồ khối đó, bộ tổng phía sau của điểm rẽ nhánh thì đây là hai nút riêng biệt, không phải cùng một nút. Còn nếu mà bộ tổng phía trước, phía sau là điểm rẽ nhánh thì đây là một nút. Có nghĩa là trong quá trình bạn giải á, nếu mà bạn xác định nút nó sai mà bạn giải ra kết quả có đúng thì cũng không được chấp nhận đâu nha. Lưu ý á, có nhiều bạn giải ra kết quả đúng nhưng mà tự nhiên sao mà bị sai nguyên câu đó không có điểm, đó là do em gom nút nó bị nhầm. Ha. Điểm rẽ nhánh phía trước, bộ tổng phía sau mà em gom thành một nút thì cho dù em tính ra kết quả đúng cuối cùng á, thì nguyên bài mấy em cũng bị quẹt á. Lưu ý. Thì lỡ mình không cần con hai cái nút đó luôn được thầy, cái nút với cái bộ tổng đó thầy. Nếu mà em không gom nó về một nút được, có nghĩa là em nghi ngờ quá nên em cái trường hợp này đáng lẽ gom về một nút mà em cũng coi như đây là một nút, đây là một nút riêng biệt đúng không? Kết quả em cũng sẽ đúng nhưng mà cái sơ đồ khối em nó sẽ cực kỳ phức tạp. À, còn tùy giáo viên, có thể giáo viên họ tính là sai họ trừ ít điểm, có giáo viên thì họ tính gì cũng được thì tùy. Nhưng mà cái đó thì không trừ hết điểm, cái đó thì không trừ hết điểm. Nếu chẳng hạn như đáng lẽ nó gom được một nút mà em không gom thì em sẽ làm cho bài toán của em phức tạp hơn. Nhưng mà nó là không sai. Thành ra là tùy giáo viên, có giáo viên thì không trừ điểm luôn, có giáo viên thì sẽ trừ đi ít điểm. Nhưng mà sẽ không trừ điểm hoàn toàn. Còn nhầm cái chỗ mà bộ điểm rẽ nhánh phía trước bộ tổng là em coi cái chiều tín hiệu đi phía nào, chẳng hạn như tín hiệu đi vô đây nè. Đó. Đó. Tín hiệu nó đi vô điểm rẽ nhánh rồi mới tới bộ tổng thì là điểm rẽ nhánh này phía trước bộ tổng. Đây là hai nút riêng biệt mà nếu em gom thành một nút thì là sai hết. Sai hết. Từ cái chỗ đó trở xuống là coi như không có chấm bài luôn á, cẩn thận. Không? Rồi hiểu chưa? Rồi có Phạm Ngọc Anh có còn câu hỏi nào nữa không? Phạm Dạ em mới qua lớp bên này, lớp bên trước chưa học cái gì hết thầy nên em chưa kịp xem gì hết thầy. Trời ơi, vậy là bây giờ mày thiếu 10 bài rồi đó, coi 10 bài đi nha. Coi 10 clip Dạ. á. Ừ, phải bây giờ là coi như lớp mình đang coi tới biến đổi sơ đồ khối, sơ đồ dòng tín hiệu rồi đó, coi hết cái đó đi. Rồi. Vậy bây giờ Lý Phi Cường hỏi có hỏi gì không? Dạ, nãy em hỏi câu 2.13 nữa thầy. À, em hỏi câu 2.13 thì chút nữa bạn Tạ Trần Nhật Minh nó up lên phần cái phần trả lời của cái post đó thì em coi coi, tại vì cái thông báo hôm qua thầy up lên xong bạn Tạ Trần Nhật Minh có hỏi cái bài 2.13 đó thì thầy có kêu bạn Trần Nhật Minh đó gửi gửi cái đáp án giải của bạn đó lên đó để các để thầy với mấy bạn cùng bàn luận. Thành ra em lên phần post đó em coi ha. Rồi bây giờ Trần Quốc Duy có câu hỏi nào không? À rồi. Lý Phi Cường dạ thầy bên phần chat rồi ok. Trần Quốc Duy bật rồi. Trần Quốc Duy có đó không vậy? Kiểu này là nó bật nó vô xong rồi nó ngủ rồi. Dạ thầy ơi, thầy cho em hỏi Hả? là thầy Ừ em hỏi đi. em cái chỗ có hai ngõ vào đó thầy. Em giải thích chỗ hai ngõ vào. Ý là thầy thử một bài mẫu mà có hai ngõ vào đi thầy, một có hai tín hiệu vào một tín hiệu ra đó Hai tín hiệu vào một tín hiệu ra. thầy. Dạ bài 2.13 thầy. Là câu D của 2.13 là một tín hiệu nhiễu vào một tín hiệu RS vào ra là một CS đó thầy. Thì N là nhiễu, còn R là tín hiệu vào, CS là ngõ ra thì sao? Em ý em hỏi là sao? Chưa hiểu ý em hỏi. Đây là thầy làm mẫu thử một bài để tụi Thì em. đó, chút nữa người ta Trần Nhật Minh nó sẽ up cái bài giải của cái bài 2.13 đó lên. Rồi mình cùng bàn luận với nhau. Ấp rồi thầy. Up rồi hả? Thầy lên thầy. Ừ rồi.
Rồi rồi, Trần Nhật Minh up lên rồi nè. Đây, trạng thứ nhất. Câu A là tính C chia E khi mà N bằng 0. 1. Ở chỗ này nó là một bộ tổng thôi, cho nên bản thân nó là một nút. Ok. À, bản thân cái này là... Mấy em thấy cái bài giải của bạn tại Trần Nhật Minh không? Thấy thầy. Rồi, ok. Chỗ này bạn mình nó một bộ tổng duy nhất, nó sẽ là một nút. Đúng. À, chỗ này em coi cái điểm E này là một nút là không được nha. Em để cái E ở đây là một nút là không được. Em để gì là sai rồi. Em phải hiểu rằng cái E này là một cái đại diện, đại nghĩa, định nghĩa cái tín hiệu, giá trị tín hiệu chỗ này thôi. Bản thân nó không thể là một, em tự thêm điểm vô rồi một nút, không phải. Hiểu không? Nó chỉ là cái đại diện cho cái tín hiệu chỗ này. Tín hiệu chỗ này là tín hiệu ES, chứ đó không có phải là một cái điểm rẽ nhánh. Em chấm như vậy rồi em cho nó là một nút, tức là em coi đây là một điểm rẽ nhánh, nó đâu có rẽ nhánh. Tín hiệu đi vô là sao lại đi ra như vậy mà. Nó không có phải, nó không bị rẽ nhánh đi đâu hết á. Thấy không? Cho nên chỗ này em biến đổi gì là sai. Rồi. Tín hiệu đi từ cái bộ tổng này sang cái chỗ bộ tổng này, bộ tổng này thì coi như là một một nút nè, đúng rồi nè, một nút. Coi như là cái nút 2 là không tồn tại nha, nút 2 không tồn tại. Nút 3 là một nút. Chỗ này là nút 4 là một nút, đúng. Chỗ này là nút 4, N nó sẽ đi vô nút 4. Khoan. Dạ đúng rồi, tại câu A N bằng 0 nên bỏ cái N luôn rồi. À. Thầy hiểu ý em rồi, ý em nói là nếu mà em làm như vậy thì điểm N này chính là C luôn đúng không? Đúng rồi thầy. Điểm N này chính là C. Ủa sao N chính bằng C được? Không, ý là tại câu A là cho N N bằng 0 nên em không có cho cái đó ngõ vào luôn, nên em không biểu diễn lên cái sơ đồ. Lần sau rút kinh nghiệm em cứ cho, có nghĩa là lúc mà em vẽ sơ đồ khối em cứ vẽ sơ đồ khối cho tất cả ngõ vào đi. Rồi dạ. Tới lúc mà câu A bắt đầu mình cho một ngõ vào bằng 0 ha. Ở đây em coi như N bằng 0 cho nên em xóa nó để em tính. Ok, thầy đồng ý cái điều đó. Nó chỉ đúng cho trường hợp N không có thôi ha. Dạ. Ừ. Rồi. Cái chỗ ES này bỏ đi. Rồi, tới đây. Tới đây thì mình có hai đường tiến, một đường tiến, hai đường tiến ha, một đường tiến là 1 3 4 tới. Còn hai là, thực ra hai này gom lại được nè. Hai đường hai này gom lại được nhưng mà thôi kệ, hai nó có hai đường tiến. Một vòng kính, hai vòng kính, ba vòng kính. Rồi. Vậy thì giải bình thường xong một câu đúng không? Ủa thầy ơi, câu A là nó là CS trên ES thưa thầy. À, CS trên ES hả? Không phải CS trên RS hả? Dạ không. ES. Nhưng mà CS nó vẫn phụ thuộc vào RS chứ. Mà RS thì đâu có phải là ES. Câu B mới là CS trên RS à? À, rồi rồi rồi. Nếu như vậy thì riêng câu A các em không biến đổi sơ đồ dòng tín hiệu được. Hiểu không? Hoặc là vậy nè. Hoặc là ở câu A các em sẽ tính cái CS chia RS trước. Nghe thầy nói nè. Đầu tiên là mình tính CS trên RS dựa vào sơ đồ dòng tín hiệu. Sau đó em có ES là bằng R trừ cho C. Từ hai phương trình hai ẩn đó em sẽ suy ra được C theo E. Em hiểu thầy nói không? Dạ. Còn dính cái vòng 1 với 3 nữa đây nè. Vòng 1 với 3. Vòng 1 với 3 là sao? Khoan, từ từ bây giờ vậy nè. Bây giờ mình quên, tạm thời mình quên cái ES đi. Thì mấy em sẽ tính được hàm truyền C chia R. Dựa vào sơ đồ dòng tín hiệu tính được C chia R thông qua tính cái đường tiến, vòng kính, vân vân. Sau đó em có thêm một cái biểu thức là E là bằng R trừ cho C. Sau đó em sẽ giải hai phương trình hai ẩn để ra được
C là bằng như thế nào so với E. Ha. Là mình làm được cái đó cái đã. Vậy giải mình giải câu B trước thầy. Mình giải câu mình giải A trước. Nhưng mà trong quá trình mình giải câu A thì mình giải mẹ luôn câu B rồi. Dạ. Ừ xong. Ủa thầy cho em hỏi là ở cái câu đó mình cho RS ngõ vào bằng 0 thì mình để ES xong mình xóa hết cái vòng số 2. À, không được, bỏ R bằng 0. Không được. R đâu có cho bằng bỏ bằng 0 đâu mà tự bỏ được em. Dạ. Cái vòng số 2 không được tự bỏ bằng. Ừ không được tự bỏ bằng 0 nha. Ủa, câu C thầy ơi, R bằng 0 thì sao vậy? À, C như vậy nè. Đầu tiên mình hiểu cái bản chất của chữ câu C á, là nó muốn coi là nhiễu tác động thương như thế nào đối với hệ thống, đối với đầu ra hệ thống. Mình giả sử như hệ thống không có bị tác động ngõ vào mà chỉ có nhiễu tác động vào hệ thống thì ngõ ra nó sẽ là cái gì. Ừ thì đối với trường hợp này thì câu C, đối với câu C nha, thì mình cho R bằng 0 đúng, và mình tính N trên C thì như vậy nè các bạn, lưu ý cái chỗ này. Dạ em có giải câu C chứ thầy. Câu C có giải hả? Là tại sai khúc S. Đợi thằng xíu nghe, đợi thằng xíu. Thầy có chuyện, thầy xíu. Giữ nguyên màn hình. Ủa khi nãy thầy nói tới đâu thầy quên mất tiêu rồi. Thầy nói câu C á thầy. À thầy đang giải câu C đúng không? Dạ dạ. Em thấy cái bài giải của bạn mình không? Thấy thầy ơi. Thấy rồi đúng không? Đối với câu C bạn mình cho R bằng 0, coi như không có R. Đúng rồi. N vô đây, C vô đây, coi như đây là ngõ vào, đây là ngõ ra, N là ngõ vào, C là ngõ ra. Mấy em thấy con chuột của thầy luôn không? Thấy thầy. Ừ thấy con chuột của thầy luôn, được rồi. Thì bây giờ mấy em có đường tiến là 1. Đường tiến chỉ có 1 đường tiến là đường tiến 1 thôi ha. Còn vòng kính thì mấy em có những vòng kính nè. Vòng kính thứ nhất nè. Vòng kính thứ hai nè. Vòng kính thứ ba luôn. Ok. Thì 1 đường tiến 3 vòng kính. Vẫn tính delta là delta 1 bình thường. Thì em sẽ có được cái hàm truyền C chia cho N theo tiêu chuẩn Mason bình thường thì sao? À được tiếng P bằng 1 rồi. Nè P bằng 1 đúng, bạn làm đúng rồi. L1 bằng L1 bằng ừ rồi bạn tính cái này đúng rồi. Đúng. L2 bằng S cộng 2 chỗ này rồi. 10 chia S cộng 1 rồi, trừ 1 đúng. Rồi bạn mình biến đổi cho nó gọn hơn được vậy. L3 bằng cái chỗ này 2 nhân cho 10S, S cộng 1 đúng, trừ 1 đúng, đúng rồi. Trừ, đúng rồi. Delta 1 bằng 1 trừ cho tổng tất cả các vòng kính không dính tới đường tiến. Rồi sai ngay chỗ này luôn. Nha. À, được. Sai. Em quên là nó không dính số 4, không dính đúng số rồi 4. Có nghĩa là đường tiến của em là đường tiến nó đi qua cái điểm 4, cho nên nó là những cái vòng delta tương ứng với đường tiến số 1 nó là 1 trừ cho tổng tất cả các cái vòng kính không dính tới đường tiến số 1, nghĩa là không dính tới bất cứ cái nút nào mà đường tiến số 1 đi qua, nghĩa là thằng nào dính 4 là bỏ hết, thì tất cả các vòng kính của mình đều có đi qua nút 4 hết, cho nên bỏ hết. Delta 1 của mình bằng 1 ha. Yeah. Chỗ này bạn mình sai rồi. Delta bằng 1 trừ cho tổng tất cả các vòng kính đúng, cộng cho tổng các tích các cặp vòng kính, hai vòng kính không dính nhau. Bây giờ cái vòng kính nào nó cũng dính số 4 rồi, nó dính nhau trơn rồi. Ha, cho nên chỗ này bị dừng lại, chỗ này cộng cho không có cái gì hết. Delta bạn mình tính đúng rồi. G. Đúng rồi. Ê cái gì? Ờ chỗ này dính 1 sai rồi. hồi nãy là em tính delta 1 á thầy, nên lộn khúc đó. Ừ rồi chỗ này nó sẽ là 1 chia cho 1 chia cho 1 trừ cái đống này. Dạ. Ừ. Rồi vậy là bài 2.13 là giải quyết xong rồi ha.
Nếu mà câu nếu mà có câu D á thầy thì nó có hai tín hiệu vào thì mình dùng xếp chồng sao thầy? Đúng rồi, làm xếp chồng. Có nghĩa từ từ nè. Đây, mấy em có thấy bài giải của bạn mình không? Dạ thấy nè. Rồi, đầu tiên là bạn có C chia N là bằng cái cục này không đáng bằng 1 nè. C chia cho N nhân cho ví dụ như cái chỗ này là x lớn đi. Thì mình có C bằng N nhân cho x lớn. Ha, ví dụ vậy. Có nghĩa là nếu không có sự tác động của R thì C nó bằng N nhân cho x lớn. Rồi, tiếp theo nữa ở câu trên thì mình lại có là đây. C chia cho R bằng Y lớn. Ha, khi không có sự tác động của nhiễu. Như vậy thì C sẽ bằng R nhân cho Y lớn. Như vậy thì rốt cuộc mình xếp chồng lại mình sẽ có C bằng R nhân cho Y lớn cộng cho X lớn nhân cho N. Vậy thôi. Mình coi sự hai sự riêng rẽ tác động của tín hiệu vào là riêng biệt và tín hiệu của nhiễu là riêng biệt. Được chưa? Dạ thầy. Dạ thầy. Cái bài câu A bạn dạy gì đúng chưa, chưa thầy? Câu A hả? Nãy giờ lo nói tung tung mà chưa có thấy câu A nó giải sao. Để từ từ. Thầy chốt câu A. Ừ, chốt câu A ha. Rồi, câu A bỏ cái nút 2 đi, nút 2 không có tồn tại. Đường tiến là P1 bằng 1 đường tiến, 2 đường tiến. Như vậy nè. Nếu mà bạn mình làm một cái phép toán mà gom hai cái đường tiến này này lại á là 1 thì cái chỗ này bạn mình vẽ cái đề sai nha. Cái chỗ xuất phát này ở đâu vậy? Đúng rồi thầy. Dấu cộng ở chỗ RS đúng thầy. Dấu cộng không? Sai nè. Ê chết, cái đề sai rồi. Cái đề sai rồi, có nghĩa là một là nó phải xuất phát từ R hoặc là nó phải xuất phát từ cái chỗ E chứ nó không thể nào xuất phát trên vên như vậy được. Em hiểu thầy nói không? Dạ. Cái đề sai luôn rồi. Thầy cho em hỏi là ví dụ như thầy giống như cái cách của bạn làm á thầy, thì em bắt đầu cái đường tiến từ E đúng không thầy? Thì em chỉ có một đường tiến là từ E đi qua bộ tổng thứ hai, đi qua bộ tổng thứ ba để đến CS thôi. Dạ thì ý của tôi là vậy á. Em cũng nghĩ như, mà như vậy thì như vậy nè, do cái đề nó bị sai chỗ này cho nên em làm sao thì cũng là hợp lý. Nếu mà chẳng hạn như em cho cái nhánh ở đây nè, nó xuất phát từ E thì lúc này em có thể gom 2 với x cộng 2 này lại cho nó gọn. Còn nếu mà em xác cho cái điểm xuất phát này từ R á mà thầy nghĩ là nên xuất phát từ R thì hay hơn. Xuất phát từ R thì nó mới hợp lý trong cái chuyện tại sao người ta không gom cái 2 với x cộng 2 này lại. Em hiểu thầy nói không? Dạ. Thầy thấy cái chỗ này phải xuất phát từ R mới đúng, cái đề sai nha. Dạ, tại cái khúc đó hôm qua em ngồi cả buổi luôn, em dùng biến đổi sơ đồ khối xong nó cũng ra còn thừa số 2 luôn. Em không biết em dùng graph tín hiệu thì nó mới được. Không bao giờ có cái đề nào mà tự nhiên một bộ tổng nó tẻ ra hai khúc như vậy đó, như hai cái thằng này nó quan hệ với nhau như thế nào. Cho nên trong cái đề không bao giờ xuất hiện cái khối cái kiểu này, đề sai ha. Dạ. Vậy là làm giống bạn là được đúng không thầy? Là bắt đầu từ E mình có một đường tiến đi đến C luôn rồi mình làm như cũ như bình thường. Nếu mà do đề sai cho nên em có thể em tự bịa lại theo ý của em thì bạn mình bịa theo kiểu là nó xuất phát từ E, ok đúng, không có gì sai hết. Dạ. Ừ. Dạ rồi. Dạ thầy ơi. Dạ ví dụ như mà theo như cách thầy sửa cái đề mà cho cái này viết trước cái R mà mình làm câu A là mình đường tiến là mình cũng bắt đầu tính từ A tới C chứ mình không phải là mình tính từ R tới C đúng không thầy? Tính từ R tới C chứ em. Tính từ R tới C chứ. Em không? Đường tiến vậy nè, khi nếu em mà xuất phát cái nhánh này mà từ R thì chỗ này nó sẽ là một nút riêng biệt, nó không có dính với bộ tổng, nó là một nút riêng biệt. Yeah. Cái đường tiến xuất phát nó sẽ đi qua cái nút đó và nó đi tới những nút còn lại, nó không có đụng tới cái nút mà của cái bộ tổng này, là nó khác với cái đường tiến xuất đi qua bộ tổng này nghe không? Hiểu ý thầy nói không? Dạ dạ dạ. Lúc đó là hai đường tiến riêng biệt đó. Rồi. Ủa là mình nếu mà mình gom mình làm đường tiến từ E á thầy thì bỏ cái hai đi hay là mình gom hai với x cộng hai như vậy nè, thằng E nó không phải là tín hiệu vào hệ thống, thằng E không phải là tín hiệu vào hệ thống, nó là cái tín hiệu nằm bên trong hệ thống.
nên em không thể nào mà em cho tín hiệu vào là E được. E chỉ có thể tính thông qua việc tính R với C thôi. Vậy là mình lúc mà mình tính đường tiến là mình cũng phải luôn tính từ R tới R, C luôn luôn từ R với C. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà em tính nhiễu tác động vào hệ thống thì lúc này R coi như bằng 0, thì lúc này á, đường tiến nó sẽ được tính từ N. Dạ. Yeah. Còn như như câu D nó cả hai tín hiệu là mình lúc sau mình cộng hai hai cái là đúng. Là mình kết hợp giữa câu câu B với câu C. Dạ. Yeah. Ừ. Rồi vậy ha. Trời, nãy giờ coi giải đã đời, cuối cùng giải xong cái nhìn ngay cái sơ đồ dòng tín hiệu mà quên cái đề nó sai từ đầu rồi. Lúc đầu em thấy tưởng là hai ngõ ra, nếu mà hai ngõ ra thì nó cũng bằng CS trừ RS. Ừ. Nhưng mà để hợp lý hơn thì em nên cho cái tín hiệu ở câu bộ tổng này đi ra nè, cái chỗ bị sai này nè, nó nên xuất phát từ R chứ không nên xuất phát từ E. Nên xuất phát từ R thì nó cái đề nó hợp lý hơn. Rồi. Mình coi RS là một lúc đó này. RS là tín hiệu ngõ vào tác động vào hệ thống, CS là tín hiệu ngõ ra của hệ thống, còn N là tín hiệu nhiễu tác động vào hệ thống. Còn ES này nếu mà theo định nghĩa nó là sự sai lệch giữa tín hiệu đặt và tín hiệu ngõ ra. Có nghĩa là RS là tín hiệu vào hệ thống so sánh với cái tín hiệu ngõ ra hệ thống để đưa ra sai số. Chữ E này chính là chữ error đó. Error là lỗi đó. Ha. Thầy. Ừ. Là nếu cái dòng tín hiệu đó nó xuất phát từ ES đó thầy, là cái ES nó bằng với cái dòng tín hiệu qua số 2 đúng không thầy? Khoan từ, có nghĩa là ý em nói là theo cái giả sử của em là không có thằng R này luôn, không có bộ tổng này luôn đúng không? Không có thằng số 2 này luôn đúng không? Có thằng số 2 thầy, mà cái dòng tín hiệu là nó bắt đầu từ ES nó đi lên số 2 thầy. À rồi. Như vậy, là trong trường hợp của em là em xét trường hợp mà không có cái R đúng không? Không có cái hồi tiếp này về luôn đúng không? Yeah. Ừ, rồi bây giờ chỉ xét thằng ES đi qua cái 2S cộng 2 rồi đi tiến tới bộ tổng này rồi bộ tổng này đi qua rồi em trong trường hợp đó thì sao? Rồi em tính giải ra câu A rồi giải mấy câu tiếp theo bình thường đúng không thầy? Khoan, em hỏi cái gì thầy nghe không hiểu. Là giống như em bắt đầu từ ES đó thầy. Cái dòng tín hiệu đó này là cái dòng tín hiệu đó nó bằng với ES luôn đúng không thầy? Đúng, có nghĩa là nếu mà cái nhánh này nè nó xuất phát ngay cái chỗ này luôn thì tín hiệu của nó cũng chính là tín hiệu ES. Trong cùng một cái đường trên một mũi tên này nè là cái tín hiệu của mình nó không thay đổi. Chẳng hạn như tín hiệu ở đây là CS đi thì tín hiệu ở đây cũng là CS, chỗ này cũng là CS, chỗ này cũng là CS. Trên một cái đường như vậy là những cái nó tín hiệu nó không có thay đổi. Dạ, em hiểu rồi thầy. Rồi. Dạ, em cảm ơn thầy. Rồi. Dạ, thầy lát nữa thầy fix lại cái bài này, thầy giải rồi cho tụi em tham khảo. Fix cái bài số 2.13 luôn hả? Dạ. Rồi, được. Tại vì thầy sợ cái bản của thầy nó nhỏ quá, vẽ cái bài ra không nổi chứ. Thì fix nghiên trên giấy này rồi thầy chụp lại thầy gửi. Nếu vậy nè, nếu mà thầy fix á, thì thôi mình ghi nhận vậy đi, rồi để thầy làm trên giấy thì chụp lên rồi thầy nói. Ha. Giờ này thầy ngồi thầy viết việc quẹt quẹt nó không có rõ ràng được đâu. Thầy sẽ giải lại bài 2.13 này cho mấy em. Trong trường hợp mà cái nhánh này nè nó xuất phát từ R ha. Được không? Thầy sẽ giải lại 2.13 cho mấy em. Thầy làm một clip riêng biệt rồi thầy gửi lên như lúc nhóm cho mấy em coi. Dạ vâng. Ừ. Còn thầy quên thì khoảng cỡ 3 ngày mà không thấy thầy nhắc gì hết thì mấy em post lên trên group nhóm nhắc thầy nha. Thầy ơi, cho em hỏi với thầy. Tại vì hỏi đi. Mình minh là cái nút bắt đầu từ xuất phát từ nút E, vậy cái nút 2 có tồn tại không thầy? Khoan từ từ, bạn nữ hỏi lại coi. Có nghĩa là trong cái hình này em nói sao? Ý là nếu như là như bạn minh cái điểm xuất phát là từ nút E, vậy thì là đã xuất phát từ E, vậy cái nút số 2 có tồn tại không thầy? Tồn tại chứ. Nút số 2. Cái khoan, có nút số 2 hả? Nếu nút xuất phát từ E thì nút thứ 2 là từ để coi. Bạn Minh làm lại sao thầy quên mất rồi. Ý là bạn hỏi là cái nếu mà ES là một tín hiệu á thì có tính cái nút số 2 không? Có nghĩa là nếu mà cái xuất phát này của bạn Minh á xuất phát từ E đúng không? Thì ES là có tồn tại không, là một nút không đúng không? Nó sẽ bị kết hợp với bộ tổng phía trước tạo thành một nút. Nếu mà cái nhánh này nè nó xuất phát từ E
bạn bạn nữ hiểu không? Có nghĩa là nếu cái nhánh này của đề bị sai, cho nên nếu cái nhánh này nè mà nếu bạn chọn xuất phát từ E đó, thì cái bộ tổng phía trước và cái điểm rẽ nhánh E phía sau nó sẽ là gom lại thành một nút chỗ này, cho nên chỗ này 2 với 1 sẽ trùng nhau. Bạn đúng hiểu, bạn nữ hiểu chưa? Dạ dạ hiểu rồi thầy. Ừ hiểu rồi đó. Còn nếu chẳng hạn như cái nhánh này nè xuất phát phía trước, thì lúc này là điểm rẽ nhánh phía trước bộ tổng là hai nút riêng biệt. Còn nếu mà cái điểm này nè nó xuất phát ngay E thì nó là điểm rẽ nhánh phía sau bộ tổng, thì tức là nguyên cái này là một nút. Một nút thì là 1 với 2 sẽ gom lại với nhau. Rồi. Dạ dạ hiểu rồi thầy. Ok ok. Nói chung là thầy là nam thầy ơi, không phải nữ. Cái gì, em là nam hay nữ vậy? Nó là nam đó thầy. Trời ơi sao cái giọng nó ủy mị dữ vậy trời ơi. Thầy có thể vị Minh Hòa trong trường hợp E là tín hiệu đầu vào rồi. Là nam thầy ơi. Dễ hiểu quá thầy. Ờ là nam. Khoan gì rồi, có ai hỏi cái gì ạ? Dạ, thầy có thể vị Minh Hòa khi mà tín hiệu đầu vào là E cho tụi em dễ hình dung thầy. Rồi ok, để thầy vẽ lại. Để thầy bật cái hình này vẽ cho ha. Dừng trình bày. Bây giờ là cái điểm rẽ nhánh nó nằm ngay E đúng không? RS nè. Dấu cộng nè. Hàm truyền có giá trị là 2, đây là hàm khuếch đại. Rồi ở chỗ này là S cộng 2. Rồi chỗ này rồi tới chỗ này là S cộng 10, ý, xin lỗi 10 chia cho S cộng 1. Rồi tới chỗ này, tới một bộ tổng, chỗ này là N, chỗ này là C. Cái viết nó gần hết mực rồi, chắc hồi để thầy chạy ra thầy lấy cái viết khác. Chỗ này là 0.5S. Chỗ này ngay tại C. Chỗ này dấu trừ hồi tiếp âm mà. Chỗ này hồi tiếp âm luôn dấu trừ. Hồi tiếp này là hồi tiếp âm đơn vị. Cái này là điểm rẽ nhánh. Hai điểm rẽ nhánh kế nhau. Đây là một bộ tổng kế điểm rẽ nhánh. Cho nên cái này là một nút. Hai điểm rẽ nhánh kế nhau cũng là một nút. Cho nên nguyên cái cục này thực ra là một nút nha. Rồi. Mấy em thấy cái hình vẽ không? Nó mờ quá thầy ơi. Mờ quá. Đổi bút đi thầy ơi. Rồi đổi bút nha. Dạ. Rồi. Ôi, được quá. RS nè. Bộ tổng nè.
Đây là hồi tiếp âm dấu trừ để sẵn. Chỗ này là S. Này là 2. Chỗ này là S cộng 2. Chỗ này là bộ tổng. Chỗ này là 10 chia S, S cộng 1. Cộng cộng N. Nó ra là CS. Rồi ngay cái chỗ này là điểm rẽ nhánh. Điểm rẽ nhánh đi qua cái 0,5S. 0,5S đi vô cái hồi tiếp âm chỗ này. Rồi chỗ này hồi tiếp âm. Đây điểm rẽ nhánh. Hai điểm rẽ nhánh kế nhau là một nút. Điểm rẽ nhánh phía sau một bộ tổng là một nút. Cho nên nguyên cái cục này nó là một nút. Đây là ES. Rồi thì bây giờ cái đề đúng nó sẽ là vậy. Rồi mấy em tính sao nữa. Biến đổi thì sơ đồ dạng tín hiệu luôn ha. Thầy, camera bên trái bị luộc bên trái thầy. Là sao? Là sao? Cái camera nó không có quay được phần bên trái. Có nghĩa là em không thấy cái phần bên đây hả? Dạ dạ. À, rồi rồi. Thấy chưa? Dạ rồi. Ừ. Thì bây giờ mấy bạn xác định nút thì đây nè. Đây là nút thứ nhất. Đây là nút thứ hai. Đây là nút thứ ba nè. Đó, mình có ba nút. Chuyển lại thì bây giờ nút thứ nhất nè. Nút thứ hai nè. Nút thứ ba nè. Ha, tín hiệu R đi vào nút thứ nhất. R đi vào nút thứ nhất. Chết rồi, cái giếng này cũng muốn hết mực luôn hả? Rồi. R đi vào nút thứ nhất. Chết, xin lỗi. Nó bao luôn cái điểm rẽ nhánh này luôn nha. Thầy quên. Điểm rẽ nhánh với cái bộ tổng này là 1 nè. Rồi. Đi vào nút thứ nhất. Rồi đi vào nút thứ nhất là từ nút thứ 3 cũng có đi vào nút thứ nhất nữa nè. Hàm truyền là -1 chỗ này. Ha. Còn nào đi vào nút thứ nhất nữa không? Hết rồi. Đi vào nút thứ hai là từ nút thứ nhất đi vào nút thứ hai. Để cho đơn giản mình gom hai thằng này lại một luôn. Đây là hai cái hàm truyền song song nhau ha. Nó sẽ là 2 S cộng 2. Rồi. À, cái mũi tên để đây không nên. Mũi tên để đây không nên. Mũi tên là phải để ở giữa của cái của nhánh tín hiệu, của đường tín hiệu. Rồi. Song song là cộng mà thầy. Song là cộng cái này. Chết thầy, xin lỗi, cộng. S cộng 4, thầy nhầm. Cái thầy vừa làm là nối tiếp, đúng rồi đó, thầy lộn đó, S cộng 4. Rồi, chỗ này tới chỗ này là, bây giờ cái nào đi vô 2 nữa? 3 đi vô 2 nè. Hàm truyền là -0,5S. Tại vì nó đi vô ngõ âm, ha. Rồi từ, không có nào đi vô 2 nữa, bây giờ cái nào đi vô 3? Thì đầu tiên là có thằng N đi vô 3 nè. Thằng 2 cũng đi qua 3 nữa. Là 10 chia cho S, S cộng 1. Rồi ra là C. Rồi bây giờ mấy em có thắc mắc gì nữa không? Thầy, giả bộ số 2 đó mà mình không gộp lại thì mình vẫn để vậy vẫn được đúng không thầy? Nó cũng không sai, nhưng mà có điều nó sẽ làm cho mấy em bị tăng thêm một đường tiến nữa. Rồi chút nữa lại phải tăng thêm một dòng kính nữa, cho nên kết quả của mình nó phức tạp hơn. Cho nên nếu mà em làm như vậy á, thì một số giáo viên khó họ sẽ trừ điểm em. Họ sẽ trừ điểm em nhưng mà không có trừ hết trơn điểm của em được. Tại em làm đúng là kết quả đúng mà. Nhưng mà sẽ trừ điểm em, còn cái người mà dễ có hello luôn. Thầy cho em hỏi, nếu mà số 2 đi vào là dấu trừ thì sao thầy? Số từ từ nghe, đợi thầy nói, đợi thầy cái
Nãy giờ có ai vô nhóm mình nữa không? Sao không đâu có thấy ai xin vô nữa đâu. Thầy đồng ý cho em vô nhóm chưa thầy? Group trên Facebook hả? Hay là trên group trên Facebook thì tự tự đi. Chứ mà group trên Facebook thì chút xíu này cho nhóm, đâu không sao đâu. Rồi. Khi nãy em nói là giả sử làm sao? Có ai đó hỏi giả sử làm sao đó? Ngay chỗ bộ tổng số 2 vào vô trừ thì sao này? Ngay chỗ bộ tổng. À trừ ra dạ dạ con S. Ừ rồi. Nếu mà vào dấu trừ thì đây nếu mà vào dấu trừ em có thể hiểu là nó mang dấu trừ nó vào dấu cộng thì cũng như vậy thôi. Ha. Nói chung là trong cái bài tập á, cái giải bài tập sơ đồ dòng tín hiệu này thầy có nhiều cái ví dụ lạ lắm, nó khác nhau hết trơn, mình ra em có thể chịu khó coi. Rồi có ai hỏi gì nữa không? Thầy ơi, chỗ cái đề á thầy là 0.5s á thầy, nó đi về bộ tổng cái nút thứ hai thầy là không có cho dấu cộng hay trừ luôn thầy. Trừ chứ, dấu trừ nè, hồi tiếp âm nè. Nhưng mà em thấy trên cái đề không trong cái đề hôm qua nó không cho không, dấu không cộng có trừ gì luôn thầy. Để thầy hỏi lại cái đề. Là cộng bạn. Nó không để dấu nhưng mà đúng là phải để dấu trừ đó, cái đề này có vấn đề đó. Thông thường hãy mà hồi tiếp âm, hồi tiếp ngược về đó. Thông thường mà hãy hồi tiếp ngược về thì đều là dấu trừ hết. Em hiểu không? Tại vì nếu em không để dấu trừ thì một hồi nữa cái hàm truyền em tính ra tự nhiên nó có dấu trừ ở trong. Hiểu không? Mấy cái L em liệt kê ra đó, nếu mà cái thằng này mà nó hồi tiếp về mà không nghe nhỏ trừ á thì trong mấy cái thằng L em tính nó tự nhiên có thằng L nó là dấu dương. Mà thằng L nó để dấu dương thì một trừ cho L nó sẽ là người dấu âm, cho nên trong cái hàm truyền của em tự nhiên nó có dấu âm. Thường nó không có thường ít xảy ra như vậy lắm. Hiểu không? Dạ em hiểu rồi thầy. Khi mà em giải ra một cái hàm truyền mà em thấy trong cái tử của nó là một đa thức, mẫu của nó là một đa thức mà tự nhiên có dấu trừ vô thì thường thường là kết quả sai. Thường thường là kết quả sai. Dạ dạ em cảm ơn. Thông thường là cái tử số cộng 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 hết trơn, mẫu số cộng 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 hết trơn thì mới là đúng, còn trừ vô thì thường thường là sai. Nha. Dạ dạ. Ừ rồi. Bài này có hai đường tuyến đúng không thầy? Thầy chỉnh cái tiêu cự cho nó rõ. Rồi bài này hả? Bài này là có một ngõ vào đây, một đường tuyến hết, một đường tuyến à? Còn n thầy? Không, n em coi ngõ vào là cái gì. Nếu chẳng hạn như em xác định r này là ngõ vào, n chỉ là nhiễu không đáng kể, bỏ qua n thì lúc này nó là một đường tuyến. Còn nếu chẳng hạn như em coi như là nhiễu tác động thôi, còn tín hiệu ngõ vào hệ thống là không có, chỉ có nhiễu tác động vào hệ thống thôi, thì lúc này R bằng 0, thì lúc này một đường tiến, L chia tới N thôi, một đường tiến. Trường hợp nào cũng chỉ có một đường tiến thôi. Dạ dạ dạ. Thấy không? Rồi. Nãy quên không chỉ cái tiêu chỉnh tiêu cự nó mờ, giờ rõ lại rồi. Có bất cứ cái bài tập nào mấy em thấy khó gì đó mà em có thể hỏi thầy. Nếu mà thầy giải được liền thì thầy sẽ hướng dẫn giải được liền, còn mà không giải được liền thì thầy sẽ ghi nhận đó để cả lớp cũng giải, có thể biến thành một bài cộng điểm. À. Thầy ơi, cho em hỏi ví dụ mà từ ban đầu đề bài người ta cho là xài luôn cả cái R và cái N thì mình phải xét hai trường hợp để mình làm cái này. Người ta cho cả R, người ta cho cả N, nhưng mà người ta hỏi cái gì? Người ta cho hỏi, ta sẽ hỏi là R ngõ ra khi mà chỉ có R, N bằng 0 hay là chỉ có N thì còn R bằng 0. Chứ họ không thể nào mà vừa có N vừa có R. Mình nếu vừa có N vừa có R thì mình cũng sẽ là tự tách biệt ra thành phương pháp xếp chồng thôi. Dạ dạ. Ừ. Chỉ sợ cái câu vậy nè. Nó cho cái CS rồi. Cái nó kêu em á, là tính tín hiệu ngõ ra theo thời gian. Lúc đó em biến đổi Laplace mệt lắm, nhức cái đầu lắm. Chỉ sợ cái đó đó, biến đổi Laplace nó mệt. Nhưng mà cũng có khi đó nha, chẳng hạn như nó có CS là bằng cái gì đó, một hàm truyền nào đó nhân cho RS, nó cho RS là một cái hàm ví dụ như hàm nấc đơn vị, nó yêu cầu em tính C theo thời gian. Thì lúc này từ CS em phải chuyển thành CT. Em phải biến đổi Laplace. Đúng là hơi cực á. Em hiểu không? Ví dụ như là nó cho em là CS chia RS bằng gì em tính ra được rồi. Cái nó hỏi lại là nếu RS
bằng 1 trên S, ví dụ vậy, hàm đất đơn vị. Cái nó hỏi ngược lại là CT là bằng bao nhiêu? CT là bằng bao nhiêu? Có thể nó hỏi như vậy đó nha, cẩn thận. Ừ, có thể nó hỏi kiểu như vậy. Giả bộ đi thi á, mình có được cầm theo bản biến đổi lắp lay không thầy? À, như vậy nè. À, đối với thầy, thi giữa kỳ của thầy là thầy cho thi online. Mấy em làm ở nhà, mấy em tự nộp, mấy em xài tài liệu gì cả mấy em. Còn mà thi cuối kỳ á, thì thầy chưa bàn với những thầy cô khác. Thầy chưa có bàn bạc với những thầy cô khác. Nhưng mà cũng chưa biết tình hình dịch nó thế nào. Nếu mà tình hình dịch nó dữ quá mà mấy em cũng phải thi online luôn, thì lúc đó phải theo quy chế nhà trường, thầy cũng không biết được. Mà thầy nghĩ là trong trường hợp đó sẽ được dùng tài liệu thoải mái. Còn nếu mà không dịch bệnh nó đỡ, mấy em lên trường á, mấy em thi offline á, thì thầy sẽ phải bàn bạc lại với mấy thầy cô kia cho thi như thế nào. Nhưng mà như những năm trước thì mấy em được sử dụng một tờ giấy A4, ghi đầy trên tờ giấy A4 đó hết. Biến đổi Laplace gì đâu có thể ghi trên tờ giấy A4 đó. Em hiểu không? Nhưng mà nói chung mình do diễn biến dịch cho nên chắc chắn mấy em sẽ được dùng tài liệu. Nhưng mà dùng tài liệu cái kiểu tự do hay là dùng tài liệu cái kiểu A4 mình chưa biết được. Thì mấy em cầu cho dịch nó lớn lớn chút đi, lâu lâu chút đi để mấy em được thi online. Chắc rồi thầy. Thôi em muốn ra khỏi nhà lắm rồi thầy ơi. Thầy cũng muốn lắm chứ, trời ơi. Thầy đặt cái gói cà phê mà từ hồi giữa tháng 7 tới giờ nó chưa giao. Cà phê còn đúng 2 ngày nữa là hết. Biết sao nữa mà nó không phải cấp thiết. Nó không cấp thiết nhưng mà mình cần cái này. Đúng rồi, nó không cấp thiết nhưng mà mình cần. Rồi chẳng hạn như bây giờ cái bình nấu nước sôi của mình bây giờ nó bị đứt. Nó bị đứt cái bây giờ không có nước sôi uống, không có nấu nước sôi mì gói được luôn. Cái tự nhiên bây giờ nó không được, mình ship nó không cho mua bán, nó không đem tới chỗ mình, lý do là cái bình nấu nước không có cấp thiết. Sao không cấp thiết trời. Ồ hình như ngoài Bách Hóa Xanh có bình mà thầy, có bình siêu tốc đó thầy. Mình đâu có được ra em. Em ở thành phố Hồ Chí Minh em đâu có được tự tiện ra. À dạ không, em ở thành phố Vũng Tàu nhưng mà cũng được kiểu như đăng ký thầy, đăng ký nhà mua hộ. Bây giờ thầy chỉ thấy biết là Bách Hóa Xanh nó cũng không mở, nó chỉ mở cửa cho em là một tuần một lần và ra chỉ mua mấy cái gói combo của nó thôi, mà combo của nó thì rau thịt 1,5 kg thịt hay gì đó, mà nó đâu có ấm nước gì trong đó đâu, không được mua ngoài combo. Dạ. Khốn nạn như thế trời ơi. Mình đặt được thầy nhưng mà nó kiểu nó giao nó lấy lộn á thầy, lấy nói chung là có gì lấy đó thì mà nó lấy không đúng cái mình muốn rồi thầy. Mình đặt thử. À. Nói chung bây giờ nó lúc chỗ này lúc chỗ kia, nó tùy nơi nữa. Nơi thì áp dụng cái tiêu chuẩn này, cái cửa hàng khác thì áp dụng tiêu chuẩn khác. Thầy cũng bị rối em ơi. Ừ. Nhưng mà thầy nói 16 tháng 9 thì cũng chưa hết dịch đâu. Cuối năm nay luôn cũng không biết có hết dịch không nữa. Rồi lớp mình có câu hỏi gì nữa không? Có câu hỏi gì thì cứ share lên đây hỏi. Dạ chưa, em chưa. Ừ. Cái vụ biến đổi sơ đồ khối mà kiểu như chuyển cái nút từ phía trước ra phía sau bộ tổng, mấy cái đó thì trong lý thuyết cũng có đề cập tới nhưng mà thầy thấy không cần thiết. Trong thi giữa kỳ thầy cũng sẽ không cho phần đó. Mà thi cuối kỳ thì thầy cũng nghĩ không thầy cô nào ra cho dạng đó đâu. Mấy em cố gắng học cái biến đổi sơ đồ dòng tín hiệu cho thật kỹ. Biến đổi từ sơ đồ khối sang sơ đồ dòng tín hiệu cho thật kỹ, cái đó nó trọng điểm. Cái cách kia làm tốn thời gian quá à thầy. Em nói sao? Cái mình biến đổi sơ đồ khối thầy. Nó tốn thời gian quá rồi. Biến đổi sơ đồ khối nó tốn quá nhiều thời gian luôn, cực quá. Cho nên người ta mới đẻ ra cái biến đổi sơ đồ dòng tín hiệu là vậy đó, để cho nó chuyển về đường tiến vòng kính tính cho nó đơn giản.
Rồi nếu em mấy em không có câu hỏi gì thì bật clip của thầy lên coi tiếp đi, coi lại mấy cái clip mà hướng dẫn giải bài tập mình nữa đi. Thầy sao em cái gì bây giờ thầy bạn Phạm Ngọc Anh hỏi trước đi, bạn không mới hỏi thầy đúng không? Dạ thầy, thầy clip thầy ở đâu thầy? Em tình hình em không thấy nó đâu cả. Thầy chưa có cho em vô nhóm đúng không? Để thầy cho em vô nhóm đi rồi em biết liền. Dạ rồi, cảm ơn thầy. Lên YouTube á, xong đánh Nguyễn Văn Đông Hải là nó ra một cái kênh á, xong rồi vô đó kiếm trong cái danh sách phát á. Nhớ like subscribe nhau. Like subscribe giùm. Ok, cảm ơn mọi người. Có cần donate không thầy? Donate cho thầy nữa. Cái mà bạn cái gì bạn gì nói là không vô được đó mà thầy thấy đâu có ai không vô, đâu có ai xin vô đâu, mấy em vô được hết rồi mà. Bạn Phạm Anh em xin vô mà thầy. Ủa Phạm Ngọc Anh xin vô hả? Để em xin lại đi. Xin lại đi, thầy đâu có reject em đâu mà sao tự nhiên vô trong member thì không thấy em xin phép. À, Phạm Văn Nhã nè, approve nè. Dạ rồi, cảm ơn ạ. Rồi, coi lại mấy cái thông báo trước nha. Dạ. Với thầy có cái kênh này nè, thầy úp bài giảng lên thường xuyên, thầy cần 1.000 sub mà thầy được 499 sub rồi, thầy tính thêm 1-2 sub nữa, sau đó cái thầy mua thêm 500 sub nữa, thầy bật kiếm tiền. Thành ra em nào có nhiều tài khoản đăng ký vô giùm thầy nha. 499 này thêm hơn 500, cái thầy mua thêm 500 nữa là đủ 1.000 sub. Cảm ơn thầy nha. Thầy mua sub sao hay thầy? Hả? Lên trên mạng vô trang học nhanh.vn, thấy nó giới thiệu mà có vẻ nó có uy tín mình mua nó. Thầy mua để lấy nút bạc luôn đi thầy. À sách chéo rồi thầy. Mua để được bật kiếm tiền thôi em ơi, nút bạc bao giờ mới tới. Cái kênh của, kia của thầy nó hay như vậy đó mà tới giờ còn chưa được bật kiếm tiền, chưa được nút bạc, chưa được 10.000 sub nữa. Mới thầy có 8.900 sub. Thầy đăng ký cái kênh mà tool đăng ký môn học trường mình, thầy ủng hộ anh đó thầy. Em thấy tool cũng không có tới bao nhiêu thầy. Thầy ủng hộ thêm thầy. Là sao? Ý là cái kênh tool đăng ký môn học của trường mình á, anh nó có tăng sub hay sao á. Thầy đăng ký anh ấy cho nó gần thầy. Vậy hả? Ủa? Thôi vậy có gì em inbox với thầy hướng dẫn thầy đi. Inbox thầy Facebook đi rồi thầy hướng dẫn thầy với ha. Ờ có được cộng điểm thầy. Không có. Cái này tình thương mến thương tao không có cộng điểm được. Tự viết lại tool thầy ơi. Dạ. Yeah. Thôi nói chung là cứ lên trên playlist đó của thầy coi từ đầu tới cuối là chắc chắn vô hết. Có ai hỏi gì không? Thôi giờ để coi video giải bài tập của thầy đi. Ừ nếu mà không ai hỏi gì hết thì ai mà hết câu hỏi thì vô coi video đi. Tại vì video nó cũng dài lắm, em cũng phải tốn thời gian coi trong khi vẫn phải học những môn khác. Còn thầy thì thầy cứ bật ở đây nè, còn bạn nào có câu hỏi gì thì cứ hỏi thầy ha. Dạ cảm ơn thầy. Ừ. Ủa thầy mấy cái bài giải là nó nằm bên giải lý thuyết điều khiển tự động đúng không thầy? Khoan từ từ, có nghĩa là mấy cái bài giải ha. Thầy mới gửi bên phần chat là cái playlist là dạy học lý thuyết đó nha. Còn phần giải thì trong cái dạy học lý thuyết này có những cái bài tập quan trọng thầy cũng bỏ vô luôn. Còn bài giải thì nó có một playlist riêng của nó nữa. Bài giải nó có một playlist riêng của nó nữa nhưng mà mấy em cứ bỏ thời gian ra coi giải cái cách giải những bài giải mẫu như thế nào, cách trình bày như thế nào bắt chước theo là được. Để thầy mở thầy gửi qua bên được phần chat.
Đó, thầy gửi bên phần chat cái kênh giải bài tập và kênh dạy lý thuyết. Thì trong cái kênh dạy lý thuyết, những cái clip nào á mà giới thiệu môn học là không tính, hướng dẫn cài MATLAB mới đó không tính. Hoặc là chẳng hạn như trong cái clip dạy lý thuyết đó, tự nhiên lâu lâu thầy có một clip xen ngang qua là giải hướng dẫn dạy bài tập. Đó là tại vì cái giải bài tập nó quá quan trọng đi, em học lý thuyết em phải coi liền cái bài tập đó để mà nắm được cách giải bài tập. Thì thầy thêm cái giải bài tập vô. Còn mỗi ngày mấy em coi 5 clip là không tính những clip giới thiệu, clip hướng dẫn cài MATLAB, những clip giải bài tập là không tính những clip đó. Coi những clip dạy lý thuyết thôi là 5 clip mỗi ngày. Bữa nay là phải coi xong clip thứ 10 rồi đó. Về coi đi. Coi rồi thắc mắc gì lên hỏi thầy. Còn bây giờ giải bài 2.13 đúng không? Tới đây rồi thôi giải luôn đi. Tới đây còn gì ở đâu mà không giải. Thì ai mà bận công việc coi clip thì cứ coi clip đi. Còn thầy giải 2.13 ở đây có ai quan tâm thì mình coi lại clip thầy xéo. Cái buổi học hôm nay thầy quay phim lại rồi. Thì thầy sẽ gửi lên YouTube rồi thầy gửi đường link cho lớp mình trên group Facebook. Thì mấy em coi ha. Tua lại coi cho nó nhanh. Đây là N nè. Bây giờ mình sẽ coi cái bài số 1 nó yêu cầu cái gì. Tìm hàm truyền. Tìm hàm truyền C chia E với N bằng 0. À. Nhưng mà thực ra giải câu A thì mình giải tra câu B trước đi cho nó dễ. Giải câu B xong rồi giải câu A là dễ hơn nha. Thì mình giải câu B. Rồi B. Câu B ha. Khoanh lại. Câu B là hãy tìm C chia R khi N bằng 0. À. C chia R với N bằng 0. Thì mình có đường tuyến, có một đường tuyến, mình sẽ có B1 bằng từ nút 1 qua nút 2, từ nút 2 qua nút 3, từ nút 3 tới ngõ ra, S cộng 4. 10 nhân S cộng 4 chia S nhân S cộng 1. Chia S, S cộng 1. Đó, mình có thằng B1 như vậy. Vòng kính, mình có hai vòng kính, vòng kính này với vòng kính này. Ha. Vòng kính thứ nhất là bằng trừ năm trên cho s cộng một. Cái viết cục quá, sao cái viết kỳ vậy đó. L1 sẽ bằng vòng kính thứ nhất, đây đơn giản quá dễ thấy, trừ 5 chia cho s cộng một, trừ 5 chia cho s cộng một. À đơn giản rồi. L2 là mình có L2 là 10 nhân S cộng 4 chia trừ 10 nhân trừ, S cộng 4. Trừ 10 nhân S cộng 4 chia cho S nhân S cộng 1. Chia cho S, S cộng 1. Rồi. B1 thì dẫn tới có cái delta 1. Delta 1 của mình thì dễ quá. Nó bằng B1. Đường tiến vậy thì nó qua tất cả các nút rồi, như vậy là delta 1 chắc chắn là bằng 1 rồi. Tại vì 1 trừ cho tất cả các vòng kính không dính tới B1, nhưng mà B1 nó đi một phát qua tất cả các nút rồi. Thành ra là cái delta 1 của mình là bằng 1 thôi, hết. Delta của mình bằng nhiêu? L1 cộng L2. Rồi. Vậy thì mình có C chia R sẽ bằng delta 1 nhân B1 chia delta. Ha, vậy là xong câu B rồi. Ha, khỏi cần ghi kết quả ra, mấy em tự ghi được mà ha. Có nghĩa là cái D của mình á, C chia R này sẽ bằng delta 1 nhân B1 chia delta. Còn mấy cái này em thế vô, em ghi hàm truyền của nó ra. Đơn giản được thì đơn giản. Ha. Vậy là xong câu B rồi gì? Rồi tới câu A. Rồi thầy bôi. Mấy em đã có thằng C chia thằng R rồi. Tiếp theo. Mình có cái thằng E
Em ví dụ chưa đây thầy chọn đặt là x lớn đi. Rồi. Thằng E thì nó bằng thằng R trừ cho thằng C. Rồi bây giờ tìm E với C, quan hệ với E với C. Mà mình có R thì bằng C chia X. C chia X trừ C tức là bằng C. 1 trừ X chia X. Gì thì dẫn tới C chia E. C chia E sẽ bằng X chia 1 trừ X. X là cái kết quả mà bạn tính được ở cái câu B á. Bạn thế vô rồi bạn sẽ được ra được câu A. C chia E bằng cái gì đó. Điền hàm truyền vô rồi đơn giản được thì đơn giản. Nha. Rồi, xong câu A, câu B, tới câu C. C chia E. C chia E ví dụ như bằng Y đi. Rồi, xong. Tới câu C. N với C. Bây giờ, đường tiến. Một. B1 bằng 1. L1 bằng L1 không đổi. L1 L2 không đổi. L1 L2 nó giống như khi nãy đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi giờ 1 L2 là lặp lại. Lặp lại. Delta của nó thì bằng 1 trừ L1. Nó cũng giống khi nãy thôi. Delta cũng như vậy luôn. Delta 1, delta 2 cũng vậy luôn. Ha. Trời ơi, đúng là đầu luôn. Thôi tạm thời vậy đi ha. Delta bằng 1 trừ L1 L2. Delta 1 thì bằng 1. Rồi còn cái thằng thằng C chia cho thằng N á. C chia cho N thì nó sẽ bằng thằng B1 D1 chia delta. Rồi bằng ví dụ như thằng Z đi, đặt là Z đi. Như vậy thì mình sẽ có cái kết quả của câu C sẽ là C chia N bằng Z. Rồi câu D thì là đợi thầy xíu, thầy lấy cái viết đi, viết này nhìn. Rồi đây. Rồi được rồi, được rồi. Câu C là C chia N sẽ bằng Z. Rồi. Câu D. Câu D thì mình sẽ có, mình người ta kêu mình tính CS. Thì mình có CS. Nó sẽ bằng X nhân R cộng cho Z nhân N. X, N, X với Z là những cái mà mình đã tìm được ở câu B với câu C. Rồi. Câu 2.13 giải xong rồi đó mấy em. Nguyễn Trọng Vinh, mình để nguyên cục không đơn giản có bị trừ điểm không thầy? Để nguyên cục không đơn giản là sao? À rồi, tất nhiên là bị trừ chứ. Tất nhiên là bị trừ. Nhưng mà có điều là trừ lặt vặt thôi à, không có nhiều. Thì có một số bạn để nguyên cục thì gặp thầy dễ, người ta sẽ trừ điểm ít.
gặp thầy khó người ta nghĩ rằng đây không phải kết quả, nó bị bậy bạ, nó viết để lấp liếm thì người ta không cho điểm luôn. Cái đó tùy nha. Nói chung là để nguyên cục mà không đơn giản là bị trừ điểm, chắc chắn. Chọn trừ điểm nhiều hay trừ điểm ít hay là không cho điểm luôn, người đó tùy cái giáo viên. Làm tới khúc nào đơn giản nhất tới khúc đó luôn, để cho giáo viên biết mình làm đúng tới lúc đó. Rồi, có ai hỏi gì nữa không? Thầy ơi, 8:25 mới làm bài tập hả thầy? Ừ, 8:25. Thầy cũng muốn cho nó làm bài tập sớm lắm, nhưng mà lỡ nhắn với lớp 8:25 mà phải làm cho đúng. Thì ai mà làm nộp trước 7 giờ thì thầy sẽ chấm điểm, điểm tối đa là 0,2. Còn nếu mà sau 7 giờ á, thì thầy cũng sẽ nhận bài luôn. Nhận bài cho tới 12 giờ trưa ngày mai, nhưng mà tới 12 giờ trưa ngày mai, từ 7 giờ cho tới 12 giờ trưa ngày mai thì tối đa được 0,1 thôi. Thầy ơi, hay giờ thầy cho làm bài luôn đi thầy. Không được, không được. Tại vì thầy có dặn với bạn mình á, là 8:25 thầy sẽ up lên trên group face. Cho nên nó là có nhiều bạn mình á, nó đang ăn uống bồi dưỡng, nó chờ tới cái lúc đó làm bài cho tới được kết quả tốt nhất. Mà tự nhiên bây giờ thầy chơi cho nó việc vậy như vậy, nó kiện cáo thầy mệt lắm em. 8:25, an tâm. Cho thêm bài tập làm thầy. Cho thêm bài tập làm hả? Cho thêm bài tập làm, nhưng mà tại vì những bài tập mà thầy cho thêm thì nó nằm ở trong cái danh sách list những cái bài giải của thầy đó. Trong danh sách list bài giải của thầy mấy em coi là đủ rồi đó. Còn chẳng hạn như coi clip đó mà mấy em không hiểu nữa, hoặc là mấy em có thêm cái bài tập nào đó không hiểu nữa thì có thể nhắn thầy rồi cùng giải. Nói chung là mấy em giải bài tập có khó khăn gì kiếm thầy, chứ giờ thầy bịa bài tập ra cũng đâu có, cũng quanh quẩn trong cuốn sách thôi, mấy dạng bài tập đó thôi. Lỡ coi hết rồi giờ phải ngồi chờ thầy. Coi hết rồi thì coi clip kế tiếp nữa đi, có nhiều clip lắm trong danh sách qua, playlist đó. Qua phương trình trạng thái này. Thử coi qua đó luôn đi. Mà em coi clip giải bài tập của biến đổi sơ đồ khối chưa? Coi hết trơn luôn hả? Dạ, coi hết, làm lại hết rồi. À vậy hả? Ghê vậy ta. Vậy đỡ rồi. Kỳ này rảnh quá thầy. Ủa chứ em đăng ký một học không được sao mà rảnh? Dạ không, nó xếp có 14 chỉ rồi thầy. Tại mấy kỳ trước học ba mấy chỉ. Do mấy mấy chỉ thực tập là em học không được nên nó tha cho em hết đúng không? Dạ không, có bị mất một chỉ thực tập thôi thầy. Còn lại oh vậy hả? Khoan từ, bây giờ em vừa nói chuyện với thầy tên gì ta? Dạ Minh thầy. Ờ Tạ Trần Nhật Minh, bây giờ lưu ý này nha. Để thầy show cho em cái này. Dạ. Nè, em thấy cái danh sách playlist của mình không Minh? Em coi cái biến đổi sơ đồ khối á. Em coi biến đổi sơ đồ khối thì em thấy nó đơn giản đúng không? Em nghĩ là em làm hết rồi, nhưng mà nè, giải bài tập mẫu tìm hàm truyền từ sơ đồ khối tập 1 nè, tập 2, tập 3, tập 4, tập 5, tập 6, tập 7. Dạ, coi hết rồi thầy, xuống dưới. Coi hết luôn hả? Xuống dưới luôn hả? Dạ, xuống dưới cùng luôn rồi thầy. Nói gì được rồi, ừ, nói gì tốt. Nếu gì em tự bịa thêm bài tập giải đi. Chẳng hạn như bây giờ cái bài này của thầy nè. Chẳng hạn như cái bài này của thầy. Chẳng hạn như bài này của thầy đi, em có thể bịa thêm. Em bịa thêm bằng cách em vẽ thêm nhánh ở đây. Rồi em cho thêm vài ba nút, em tự vẽ thêm nhánh đi. Em vẽ xong rồi em có thể kiểm chứng. Dạ. Ừ. Nói chung là nếu có dạng khác khác với các dạng của thầy thì mấy em hỏi rồi thầy sẽ làm thêm clip mới nữa để có thêm lượt view. Còn nói chung là thầy mấy bài tập đó thầy cũng biến đổi dạng nhiều lắm rồi. Dạ, tại em thấy cái khúc mà làm trong cuốn kia dạng khác là nó có thêm ES chia NS thôi, là khúc đó. À thì giống như khi nãy thầy giải cho mấy em vậy đó, nó xong rồi đó. Rồi nếu gì thì coi mấy clip khác nữa đi em. Quỹ đạo nghiệm số nó cũng hay lắm.
ơi. Nói chung thầy ngồi đây thầy đợi con bạn nào mà chút nữa thầy post bài trên group của Facebook. Dài lắm thầy. Thầy chuẩn bị cái đề rồi. Cũng không có dài lắm. Bài cũng đơn giản. Nhưng mà mấy em gửi mail cho thầy nha, đừng có post lên trên cái comment, tại vì mấy em post lên comment cái bạn mình nó thấy bài giải của mấy em hết không hay. Gửi vô cái Gmail của thầy á, nguyenvandonghai.panama@gmail.com. Rồi thế này chị thầy án bên bất động có gì thì hỏi thầy ha, thầy ngồi đây thầy đợi.